thế giới đầy đau buồn, tuyệt vọng, chết chóc. Chưa nói đến thời kỳ sau đó, như lời của Kinh Thánh chép, động đất, đói kém, dịch lệ, vân vân. Nhưng ở trong Chúa, trong chính Đức Chúa Trời, đến quyền năng sáng tạo, bỏ đồ mà nhận giác Hội Thánh, thì Hội Thánh có nhiều cớ để cảm tạ ơn Chúa đó. Mà từng đời sống của những kẻ tin nhận Ngài cũng không đủ lời đủ tiếng để tạ ơn Ngài. Trong sự dư dật, tôi muốn cùng với Hội Thánh suy nghĩ ba điều ở trong từ dư dật trong sự cảm tạ. Lời cảm ơn là một điều rất bình thường mà ai cũng có thể thốt lên khi có sự thỏa lòng, khi có sự vui mừng, khi thoát khỏi cơn nguy hiểm, khi thoát khỏi bệnh tật, vân vân. Thì bây giờ ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta là những con cái của Chúa thì không thể nào thiếu sự cảm tạ. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh của Colossae, đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7, ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đến ba điều rất là quan trọng của một đời sống theo Chúa. Đó là bước theo Chúa tùy sự dẫn biết Ngài. Cho nên sự khích lệ cho mỗi con dân Chúa là phải học lời Chúa để biết Chúa càng nhiều thì việc theo Chúa càng vững. Và điều thứ hai trong phân đoạn này, ông dùng cái chữ chăm rễ vững nền ở trong Chúa, tức là theo Chúa phải vững vàng trước bao nhiêu sự tấn công, bao nhiêu sự cám dỗ của ma quỷ. Nhưng có một điều thứ ba mà lời Chúa nói là phải cảm tạ. Một đời sống cảm tạ là một đời sống nói lên điều gì? Mà ở đây sứ đồ Phaolô dùng là cái chữ dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta cảm tạ Chúa về những gì Chúa làm ở tại nơi này. Khi Hội Thánh Chúa được thành lập, dù chỉ là mới điểm nhóm hay tổ chức của Hội Thánh, nhưng nơi nào có đô có người nhân danh Chúa thuận nhau với đất nhóm nhau lại, Chúa ở giữa và đó là Hội Thánh. Và Chúa cũng thương yêu một số ít người như hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người này. Rồi chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa biết nhu cầu không phải của con chiên mà còn có ràng chiên, tức là nơi mà Hội Thánh giám đại. Cảm ơn Chúa vì cơ sở tốt đẹp này. Như chúng ta đã nghe trong lược sử hình thành Hội Thánh từ đầu cho đến hôm nay, có ba điều mà chúng ta sẽ học dư dật trong sự cảm tạ. Thứ nhất là nói lên ý nghĩa là sự thỏa lòng. Hãy dư dật trong sự cảm tạ cũng có nghĩa là nói lên một đời sống thỏa lòng vì những gì Chúa ban cho luôn luôn là tốt đẹp. Chúa ban cho chắc chắn là tốt đẹp theo ý muốn của Ngài. Thứ nhất, chúng ta cảm tạ ơn Chúa như vậy có nghĩa là một đời sống thỏa lòng. Phaolô nói rằng tin kính và thỏa lòng là một lời lớn. Nếu chúng ta không thỏa lòng thì chúng ta sẽ không cảm tạ ở trong sự dư dật. Cái chữ dư dật ở đây nói đến sự thỏa lòng cũng nghĩa là vui mừng, nói lên một cái điều thích thú về những điều Chúa ban cho chúng ta. Người ta kể về hai con mèo, một con được nuôi trong nhà, ông chủ nuôi từ lâu mà mỗi ngày cho nó uống một ly sữa đầy. Nhưng một ngày nọ ông chủ đem về một con mèo thứ hai, và từ đó thì cái ly sữa đó
Ông đã đổ ra cho mỗi con mỗi ly. Cái con mèo hoang đem về nuôi nó cảm thấy sung sướng vô cùng vì mỗi ngày uống được nửa ly sữa. Còn cái con mèo thứ nhất đó, nó không thèm uống. Con nói tại sao tự nhiên một ly mỗi ngày, bây giờ còn có nửa ly à? Tức là nó không vui, nó không thích, nó không mở lòng. Nó bực bội, nó nắm cho nó không thèm uống nữa. Điều gì xảy ra? Nửa ly kia cho con mèo thứ hai uống luôn. Con kia lại càng sung sướng lên. Công việc này cho chúng ta thấy là chúng ta rất khó mở lòng. Bởi vì chúng ta muốn dừng lại, muốn bớt đi mà muốn thêm vô. Chúng ta có 100, muốn có 1.000, 1.000 phải có 1.000.000, 1.000.000 phải nhiều hơn. 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi chứ đủ, phải 3 tỷ mới chẳng. Mà chúng ta cứ muốn thêm và ít chi dừng lại. Và có một người đã nói rất đúng, tìm một người giàu không có khó, mà tìm một người thỏa lòng mới là khó. Thỏa lòng không nghĩa là giàu, có khi nghèo cũng thỏa lòng nữa. Thỏa lòng tức là chấp nhận, thỏa lòng tức là cái thích thú, vui mừng và chữa quá sức sung sướng. Chứ đâu có nói ngoài cái sự nhận biết Chúa vững vàng ở trong Chúa thì phải cảm tạ, mà cảm tạ phải dư dật, chứ không phải cảm ơn Chúa một cách miễn cưỡng. Người ta cho chúng ta cái gì đó chúng ta cảm ơn, con thì không thích mà cảm ơn. Cái gì đó mời anh cảm ơn. Cái cảm ơn đó là ra anh có cần cái này không thì cho anh cảm ơn. Cảm ơn nó là không muốn, không lấy, không cần, nó cũng cảm ơn. Đức Chúa Trời sẽ thấy từ nơi sâu thẳm của chúng ta, trong cái nhu cầu của chúng ta, trong cái năng đề của chúng ta, Đức Chúa sẽ ban cho và cảm ơn một cách dư dật. Có nghĩa là hoàn. Bà Naomi rời khỏi Bethlehem đi qua xứ Moab, đi cho mình vui, có chồng, có con. Khi trở về lại có tình dâu nữa. Nhưng khi có một nàng dâu là Luther thì mất nàng dâu kia, mất luôn hai đứa con trai và mất người chồng. Chỉ có hai người quá chồng về bên đây. Cho nên khi người ta gặp bài chào Naomi mà nó không cần nói tôi là Naomi, hãy nói là Mara. Naomi nghĩa là ngọt ngào, còn Mara là cay đắng. Từ đây đừng nói tôi là Naomi mà Mara, một đời này cay đắng. Chứ nó không thể có lòng mà làm gì hết cho bà ơi. Trong khi có một nàng dâu là hết sức là tuyệt vời, bà thấy được đó. Mà bà chỉ thấy nàng dâu trở về quá, chồng còn chết. Khó lòng không nghĩa là phải có tất cả. Khó lòng không phải chỉ nhận được gì ta thích thú. Khó lòng ở đây là trong sự cảm tạ của trời. Vì Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết mình. Thế là con Lô đã nói ở trong Tí Lý Tổng 4, câu 11 là không thỏ lòng. Dù vui hay buồn, đủ hay tiêu, no hay đói, trong mọi sự mọi nơi được tất cả, không biết thỏ lòng. Như vậy thì hội thánh của Chúa rồi đây cũng sẽ đối diện với những nan đề và thấy là có nhiều nhu cầu mà mình chưa có thể đáp ứng được. Chính Chúa sẽ làm việc đó, đem lại cho chúng ta sự thỏa lòng. Tin kính và thỏa lòng là một lời lớn. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa biết chúng ta cần điều gì. Không phải Chúa biết chúng ta cần điều gì mà thôi, mà Chúa biết cái thời điểm nào tốt nhất để chúng ta. Chứ không phải là chỉ thích thú trong lúc này
mà Chúa biết cái thời điểm nào nó tốt hơn lúc này thì lúc đó Chúa sẽ làm. Chúng ta biết được những gì Chúa là lớn lao vĩ đại mà chắc chắn tốt lành. Ý muốn của Chúa là tốt lành, để lòng và lòng đàn của Chúa. Cho nên điều thứ nhất mà sứ đồ Phaolô nói chúng ta học về sự cảm tạ sáng nay đó là tỏ lòng, xin Chúa giúp cho chúng ta. Điều thứ hai ở đây cái chữ dư dật trong sự cảm tạ, chữ dư dật có nghĩa là gia tăng, dư dật nghĩa là gia tăng, tức là gia tăng trong sự cảm tạ. Sự cảm tạ không phải chỉ chừng này mà nhiều, càng hơn, gia tăng hơn nữa. Và ở đây cũng có nghĩa là cảm tạ Chúa không phải cái chuyện nhỏ mà là lớn, nhưng không phải là lớn mà là nhỏ, nhưng nhỏ lớn không phải là đánh giá của chúng ta mà trong sự ban cho của Chúa. Chủ đề của kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam là việc Chúa làm, ba từ không. Nhưng mà để được ba từ đó thì ban sẽ có một cái gọt chữa rất nhiều. Và chủ đề trước cái chủ đề việc Chúa làm đó là việc lớn Chúa làm, thì chúng tôi thấy là không được lớn như vậy thì nó đã được lớn không nào, mà việc nhỏ không tả sao, mà cái nào là lớn cái nào nhỏ, cái đánh giá của chúng ta. Vì vậy việc Chúa làm là đủ, dù lớn hay nhỏ, dù có hay trong đức tin chưa, nhưng chúng ta cũng sẽ cảm tạ Chúa có trong cái thời điểm tốt nhất. Cho nên cái chuyện dư dật trong sự cảm tạ có nghĩa là sự cảm tạ sẽ thêm lên hay là gia tăng. Cảm tạ Chúa vì mưa, cảm tạ Chúa vì nắng, cảm tạ Chúa vì mọi điều. Như trong kinh thánh nói, Chúa làm nên mùa hè và Chúa cũng làm nên mùa đông. Mỗi mùa tiết nó nằm ở trong cái kế hoạch, trong chương trình của Chúa. Chúng ta mong rằng đến khoảng 10, 11 giờ tối đó, trời mưa lớn thì càng lớn càng tốt. Chứ lẽ thì chúng ta ngủ ngon, tối mà 10 giờ 11 hai giờ mưa xuống nó ngủ ngon lắm. Chúng ta còn việc lại Chúa, Chúa cứ cho mưa từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng thì cũng ngủ cho ngon. Ngày thì cứ mưa để không đi làm. Chúng ta thích, thì đó chúng ta muốn. Nhưng mà chúng ta có biết không, từ 10 giờ 1 giờ tối một mưa tới 5 giờ sáng, có nhiều người chút suốt đêm không ngủ được. Vì họ cái nhà bị dỗ, thì đủ thứ trên thể đêm mà mưa thì họ ngủ không được á. Chúng ta cảm ơn Chúa, xin Chúa cho con ngủ ngon, hay thức được, ngủ được trẻ họ. Chúng ta phải học cái chuyện cảm tạ nó càng nhiều hơn, vì mọi phương diện. Cái chữ dư dật sự cảm tạ này nó có cái nghĩa thứ hai là càng gia tăng, cảm tạ Chúa nhiều hơn đó. Chắc chúng ta biết cái điều này. Trong bài thánh ca kèo ra khơi đó, thì trong đó có câu là có khi chúng ta mà ham loan quanh dọc bờ á, không kèo ra khơi dứt hết neo dặt bấy lâu ra khơi. Nếu chúng ta đi biển đó, chúng ta biết như ra khơi là gì, sóng gió lớn lắm. Nếu như thuyền mà không có đủ cái sức để nó có thể vượt cơn sóng, nó sẽ bị nhận chìm. Vì vậy thì ra khơi chúng ta rất là nhẹ lắm, nhưng mà cũng phải biết những nguy hiểm của nó. Thế thì cái sự cảm tạ chúng ta càng ngày càng thêm. Chúng ta đã từng cảm tạ trong nụ cười, nhưng phải học thêm cảm tạ nước mắt nữa. Đây là điều mà chúng ta sẽ thấy được, sự cảm tạ phải càng ngày càng thêm. Có một mục sư đi từ Mỹ sang thăm một sư bác sĩ sống từng tiết đang bị bệnh ung thư nặng, bệnh viện rất nặng.
khi vị mục sư này đến thăm bác sĩ Tấn Thường Tiết thì ông báo cho bác sĩ Tấn Thường Tiết biết rằng tôi mới vừa được tin rằng con tôi đã bị chìm tàu chết. Như vậy thì ai buồn hơn ai khi đến bắt một người bạn bị mà trung tâm nằm bệnh viện để chia sẻ, thì trước khi chia sẻ thì ông nói lên là chính ông đã ở trong cái tình trạng như vậy. Như vậy không biết ai đi buổi sáng đây. Bác sĩ có thần tiến là thôi, chúng ta song ca. Ông khi hỏi song ca bài gì thì ông nói là song ca bài ca ôm gióp, nghĩa là anh hát cái khúc đầu con chết thì vợ như vậy tôi sát khúc sau người nhớt bị đau đớn từ đầu đến chân. Như vậy thì cả hai chúng ta sẽ ôm lại cái người phần đầu của mình để hát một bài song ca về ông như vậy, hát trong nước mắt chia sẻ chia ngủi. Sợ cả hai không ai được vui mừng theo như con người nhận. Vì vậy chúng ta phải học bài học cảm tạ trong những lúc khó khăn đó, học bài học trong những lúc mà chúng ta chưa hiểu được ý muốn của Chúa nữa. Cho nên sự cảm tạ dư dật ở đây có nghĩa là nó càng gia tăng hơn để chúng ta kinh nghiệm nhiều hơn. Người ta nói rằng cái bông hoa nó càng thơm để lấy ra làm nước hoa đó, những bông hoa đó càng khó tìm và hiếm. Có như là bông hoa mà người ta chỉ lấy được ở trong cái hố thật sâu, cái vực thật thẳm, và khi lấy được nó thì nó tiết ra cái tinh dầu hết sức là đặc biệt, phải giống như cái bông hoa mọc trên đường đâu. Thế thì để tìm được cái tinh túy, cái sâu sắc, cái chính xác, hiểu đầy rõ của sự cảm tạ, thì ở đây sư đồ Phô Lô nói là dư dật có nghĩa là gia tăng hơn. Chứ không phải chỉ cảm tạ Chúa vì đồ ăn mỗi ngày. Để cảm tạ Chúa vì bữa ăn thịnh soạn, để cảm tạ Chúa vì bữa ăn cơm với muối, chúng ta có thể thấy được nó khác nhau trong các bữa ăn. Nhưng mà không phải cảm tạ Chúa về các bữa ăn có trên bàn, mà phải học và cảm tạ Chúa vì mình được ăn, ăn được. Có khi đồ ăn này vậy mà chúng ta không được. Cho nên cái bài nguyện chung của Hội Thánh sau này đổ lại là đồ ăn đủ dùng thành đồ ăn đủ ngày. Có người dùng thì dư, nhưng mà không ăn được mỗi ngày, cái vì hai ba ngày nó ăn được miếng cháo. Thế thì cái từ cái chuyện nhỏ lớn như vậy chúng ta mới cảm nhận được. Hồi lúc chúng tôi còn trẻ, ăn được, ăn thấy rất ngon, mà không có đủ đồ ăn. Nhưng bây giờ đồ ăn dư vậy, ăn không được. Vì không phù hợp, vì có tử rồi, vì dũng tỉnh gan không phải tiếc. Thế thì chúng ta cảm tạ Chúa phải nhiều phương diện lắm á. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho có đường ngọt. Cũng cảm tạ ơn Chúa vì chanh với Chúa. Cảm tạ Chúa vì cái lượng hoa nó đắng, tất cả nó phong phú trong mọi vị của thức ăn. Thì vậy trong cái góc dư dật khi cảm tạ, tức là gia tăng ra khi cảm tạ. Có lúc chúng ta chưa gia tăng đủ, chưa phong phú nhiều và không sự cảm tạ chưa. Cười là cảm tạ, khóc là không cảm tạ. Có cái bài hát nói vui sao nước mắt đã chào. Nước mắt nào không phải là buồn, mà cứ đi vui, vui tuôn chẳng nước mắt luôn. Đó là cảm xúc của chúng ta.
lũ lụt quanh năm, có những chỗ hạn hán quanh năm, thì chúng ta thích hạn hán hay là thích lũ lụt, không biết cái nào nữa. Những cái mà lũ lụt hay là hạn đến, nó có cái chương trình để giải nhiều ạ, cái mọi thứ trong cái thế giới này. Trong phạm vi của hội thánh có quá nhiều bờ, do khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta là phải thấy được cái sự cảm tạ. Nhưng tôi rất thích khi tôi bắt đầu tôi học tiếng Hoa đó. Cảm ơn nó có ba điều. Cảm ơn vì người ta giúp chúng ta mà không cho chúng ta bị giúp đỡ thôi. Lấy cái món đồ từ đó qua đây chúng ta phải cảm ơn. Tiếng Hoa là một gói là cảm ơn vì sự giúp đỡ mà. Nếu anh cho tôi một đồng, hai đồng, một cái bánh, một cái gì đó, tôi cho chè, cảm ơn vì anh cho. Những cái chữ cảm chè ở Chúa là con người không cho mà Chúa nó cao hơn hai cái người kia. Cái chữ cảm tạ này dư dật là nói là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Nếu không có mối liên hệ của chúng ta với Chúa thì không kinh nghiệm được cái chữ cảm tạ, chớ đừng nói là dư dật. Điều thứ ba chúng ta dư dật cái chữ cảm tạ. Được dịch tràn ra, tràn ra những ly nó chúng ta đổ đầy rồi đổ tiếp nó sẽ tràn. Có bao giờ chúng ta nói Chúa ơi đủ rồi nghe Chúa, Chúa đừng ban cho con nữa, con ăn hết rồi. Có nên nói chúng ta nói vậy mà không? Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con ăn ngày hôm nay hết, xin Chúa cho con để chạy ngày mai chúng ta sao con ăn. Chúng ta phải thi, nghĩa là chúng ta luôn luôn có tin hết chị. Chỉ càng ta hôm nay trong dư dật cảm tạ là đến với nhiều người. Ở lúc mà ba má tôi nhà có ba chị em, chị tôi với các em thôi. Lúc đó mới có ba chị em đó. Còn má tôi thì biết đi đâu về cũng mua mía thì ba khúc, bánh thì ba cái, cái gì ba cái điều đó, tôi khỏi cái dằn khỏi nó phân bì đó. Người đó em cũng của tôi lúc học xuống là thứ tư nó chặn từ ngoài cửa, ví dụ mía ba cái thứ nhất nó lấy ba khúc nó ôm chặt được trả vô phòng. Đây không phải con ăn khúc à, ăn khúc của con chị của anh con còn hết một khúc ăn, một khúc tóc, khúc để dành mai. Đến cái từ để khúc ăn, khúc tóc, khúc để dành là từ nó học cái đâu. Thế thì bây giờ không ai được nữa. Bây giờ Chúa Ba ơi nói cho chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta dư dật sự cảm tạ, nghĩa là qua chúng ta sự cảm tạ đó được tràn đầy đó, nhiều người cũng cùng chúng ta mà cảm tạ Chúa. Cái từ này có nghĩa giống như trong câu thứ nhì đoạn chín, chúng ta xem câu 11 và câu 12 này. Cô đến tôi thứ nhì đoạn chín câu 1, câu 11, câu 12. Tôi muốn đọc hai câu đó. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí vừa nãy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Xui cho nhiều người thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Người khác vì chúng ta mà tạ ơn Chúa, mà sẽ tạ ơn Chúa không phải trong một ít người trong chúng ta, mà nhiều người càng nhiều càng tốt. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là công cụ, là phương tiện để qua đó nhiều người tạ ơn Chúa. Vì một ít Đức Chúa Trời dựng nên thế giới muôn loài là trước nhất vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên tạ ơn Chúa là điều tốt, nhưng mà trong phần ích kỷ chỉ biết mình mà thôi thì chưa phải là đúng cái nghĩa dư dật trong sự cảm tạ. Kinh Thánh nói rằng cái gì đầy trong lòng thì miệng mới nói ra,
Danh xin giúp cho chúng ta là lòng đầy tràn sự tạ ơn, để rồi qua môi miệng chúng ta, qua hành động của chúng ta, qua cái sống của chúng ta, người khác có phải tôn vinh chúng ta mà tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Đức Matthew đoạn 5 có nói chúng ta là sự sáng của thế gian, chúng ta là muối của đất. Thì sáng người phải sao? Soi trước mặt người ta như vậy để mà thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen các ngươi. Chúng ta đừng nói vậy đâu, mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Đó là mục đích Chúa cho chúng ta biết và nhận được ơn, tạ ơn, và ơn đó được nhiều người biết. Chúa cho chúng ta được đặt ơn gì, phước hạnh gì, những việc làm ở đây là những việc tốt đẹp. Cái chữ làm đó là nó tốt, tốt về bản chất, mà nó đẹp về cách sống của chúng ta. Để qua đó người ta tạ ơn Đức Chúa Trời, hay là ngợi khen Đức Chúa Trời. Mà có luôn đó, khiến nhiều người tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta học được ý thứ ba, đó là dư dật trong sự cảm tạ. Có nghĩa là tràn ra cho mọi người, mọi người biết để tạ ơn Chúa. Chúng ta không phải danh tiếng, chúng ta không phải thích chỉ. Chúa biết mỗi người có nhu cầu khác nhau, mỗi người có danh tiếng. Mỗi buổi sáng cha mẹ ôm đứa nhỏ, đứa con của mình 3-4 tuổi là thì hôn nó cho nó cũng kẹo, nó thích để đứa con 20 mấy tuổi sắp có chồng rồi, 3 túi xử ông bà cho đứa em nhỏ cục kẹo còn hung nữa, còn ba cũng cho con gì nó hung, con lớn sắp có chồng xin cục kẹo gì, mỗi tháng cho con nhiêu, có 3 triệu chứ nhiêu, có sao đứa nhỏ con tùy đấy, tại sao cho chị 3 triệu mà cho con có cục kẹo? Với 3 triệu con biết đâu mà sao đấy, chỉ con cần kẹo như con. Chúa thương giống nhau, không thiên vị, nhưng mà cái cách Chúa thương mà ở đây gọi là thương xót đó. Chúa yêu chúng ta bằng nhau, nhưng lại thương xót mỗi người khác nhau. Cho nên phải biết để cảm tạ Chúa, không bao giờ có tinh thần ganh tị, không có tinh thần ích kỷ. Đó mới là dư dật trong sự cảm tạ, nghĩa là nhiều người cảm tạ. Đôi lúc chúng ta khóc để người ta cười, đôi lúc chúng ta bị sỉ nhục mà Chúa được vinh hiển, đó là điều tốt không? Cho nên một tín đồ tinh thần thật sự thì sống ra từ đó trên. Xin Chúa cho chúng ta sẽ sống bất cứ mọi nơi, bất cứ thời điểm nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì chính chúng ta đánh giá không phải là muốn liên hệ với con người, không phải so sánh với con người, mà đúng với chính Đức Chúa Trời đã chỉ đạo nguyên lý nguồn của mọi thứ. Với hành động nó có nhiều màu sắc để chúng ta biết chúng ta là Chúa. Đó là những gì mà tôi muốn nói chung qua lời của Chúa và toàn thánh cho những dấu chúng tại đây. Bữa sau trong những ngày ăn sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều cơ để cảm tạ Chúa hơn về những gì Chúa làm. Và chúng ta sẽ lại học biết và đủ cao kinh nghiệm được cái từ dư dật trong sự cảm tạ là như thế nào. Chúng học hướng được.